Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi ra trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tư đây mà còn nói sale chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa, vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ổng tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng quá có, tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có từ cây đã, gì? Tôi nói là đồng một tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi. Cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ em hỏm tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ chà. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh kìa. Qua rồi. À, đây ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số hả? 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung gà này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nậu tăng hả mày.
Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. À, thôi được rồi. À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? À, tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bạn ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay đó yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để làm thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống, em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Thì sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? À, tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố không? Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc tự tin còn hơn tôi. Rồi cái đó tôi biết rồi, nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả, lấy làm chi rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi nói luật sư nghe nè, tôi là con gái lớn lên lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à, mà ổng thì là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây, đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Hử? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Vấn đề này là vấn đề tế nhị.
tôi biết luật sư hiểu mà. Vũ đó đó đó. Cảm ơn cảm ơn. Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh thì đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh thì đã hết. Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Vậy sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó. Bởi vì đêm nào bà cũng biểu tôi ăn gà ác thìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bà lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ông nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ông ăn gà ác. Cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Không. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết là biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Thì cái tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn, ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt. Xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con của trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản ông gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi
tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thân, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em mà sương gió trong đời oan trai. Đừng, mà sao em mang thân đừng bỏ tôi. Bà đừng bỏ tôi bà ơi. Đừng bỏ tôi. Mai mai từ nay theo em đi về nơi xương xa. Tình ca năm xưa ta như thường vui thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi. Bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai. Và sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã. Cảm ơn luật sư. Tôi cảm ơn luật sư đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà bây giờ có voi hút cũng vậy thôi. Bò nhầm nhỏ gì. Muộn rồi luật sư ơi. Muộn thiệt rồi luật sư ơi. Muộn rồi. Sáng em mơ hồ. Thức giấc tôi tìm trong một chút tiệm vui. Dấu nhân gian cuộc quay. Còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Xin chào quý khán giả thân mến của chương trình Paris by Night kỷ niệm 10 năm. Quý vị thấy tôi dạ gái, dễ thương thì cười, mà tôi trên này nghẹt thở gần chết. Cái lý do nghẹt thở là bởi vì trong 10 năm lưu diễn khắp thế giới đã từng dạ gái cả ngàn lần rồi. Nhất là với Paris by Night. Vậy mà lần này có một sự trục trặc, nhiều sự trục trặc buồn cười trong đêm nay. Việc đầu tiên là sau khi cái mấy người make up quá trang rồi, đội tóc giả rồi, bận áo vô rồi, cái chỗ này nó bằng phẳng, không có gì hết. Cái tôi mới hỏi cái anh make up, tôi hỏi, ủa cái này đâu rồi? Anh nói, thôi chết rồi, tôi quên mang theo rồi anh ơi. Nhưng mà anh đừng có nói với ông bầu lay off tôi thì chết tôi đó. Anh đợi tôi chút xíu nha, ông đi đâu 15 phút không biết, về ông đưa tôi hai cái bánh ú. Trời ơi thưa quý vị, để vô hai bánh ú rồi nó nghẹt thở gần chết luôn. Giống như hai búa tạ đè trên ngực mình vậy. Một cái đeo này rồi mới thấy thương phụ nữ. Đàn bà con gái rất là can đảm phải chịu cảnh này cho đến ngày chết. Dạ. Còn ba đồ lý nhí này là của chị Ái Dân tặng đây. Chị nói bên Đức cái đồ này mắc lắm, hỏi nhiêu chị nói đồng 75 sen hai sợi. Tôi nói vậy chứ còn rẻ hơn bên này, cái này có 50 cent. Dài này mua ở Goodwill 50 cent. Mua một tặng một. Kính thưa quý vị, vì ngạt thở cho nên tôi phải đứng, đứng để thở. Ngồi chịu không nổi. Đang đứng đi cái gặp cái ông manager người Mỹ. Cao ráo đẹp trai. Nhưng có hàm râu hơi có vẻ ông thầy chút xíu. Ông dòm tôi với mắt đắm đuối. Ông nói một cách trịnh trọng, ông nói you look so beautiful. Tôi cũng không dám nói gì, tôi nói I thank you very much. Ông đi vòng vòng phía sau, ông nói you look so sexy. Tôi thấy vậy tôi làm tới, tôi lắc cái này. Ông ghé tai ông nói nhỏ, nói I love you very much. Thì mình thấy nói vậy, I love you too. Ông nghĩ sao không biết, ông vòng vòng, ông dòm, ông thấy ai, ông nói how much.
mình là dân tị nạn mới qua chưa có công an việc làm, tưởng là ông muốn giúp đỡ, đâu dám nói nhiều, nói khiêm nhường thôi, nói $5. Cái ông nói liền, ông nói that is a very cheap, I'm going to give you $50. Then I thank you very much. Cái ông nói when you go with me, I'm not go where, I'm not go to the motel, I'm not what for. Ông nói Gucci. Em đâu có biết tiếng Nhật mà Gucci. Ông nói what do you mean Gucci. Ông nói Gucci means to make a baby. Em nói impossible, you cannot do that with me. Ông nói why? Em nói because I am same like you. Và kính thưa quý vị, tưởng vậy thôi, đang bực mình, chưa có yên, tự nhiên dưới khán giả có hai vợ chồng anh đó ở Canada mua giấy qua đây xem. Anh cũng là bạn học hồi nhỏ, lên thấy tôi anh biết tôi rồi, nhưng bà vợ thì chưa thấy tôi lần nào. Bà tưởng tôi là gái thiệt, mà ông thì ông cà rỡn, ông lại vuốt tôi, vuốt da ông rồi chụp hình chung. Bà đằng kia bà xanh mặt, bà nhìn tôi sao không biết, bà hái, bà liếc, bà nguyết một cái thiệt dài, bà nói đồ con ngựa bà. Tôi nói bụng, tôi nói chị muốn chửi tôi cho nó đồ ngựa đực kìa được á. Cái bà dòm hồi bà nói cái tướng của mày đứng ở bonsai chừng 5 phút có Mỹ đen vớt liền. Bà làm một tour luôn, bà nói đồ đàn bà dịp tay chân giống như là cu ly giác gạo với bánh tàu. Cái bà dòm xuống dưới chân em, bà nói đàn bà mà gì lông cẳng như là cỏ quang mặt sông bình. Em nói ôi trời đời tôi mà chị dòm chi kỹ quá vậy. Cái dòm này tới cái bụng em, mà nói cái này bụng của mày mà chưa đẻ 6 đứa tao là không phải con người nữa. Xin lỗi, tới đây tôi phải ra miệng, tôi nói xin lỗi chị nha, hồi nhỏ giờ tôi chưa biết cái xưởng đẻ từ vũ là cái gì hết. Bà nói cái gì, mày mà chưa đẻ hả, mày còn gái còn chinh hả, mày còn gái tao cùi suốt móng đi. Tôi nói ê chị đừng thề tầm bậy thành hàng bạc tử bây giờ nghe không. Bà tức mình, bà săn tay săn, bà ghen chồng, bà giận cá chém thất, bà đòi núng đầu bà quánh tôi. Cái ông chồng nói trời ơi đừng có ghen lãng xẹt vậy, la thò tân nó dạ dạ gái đó. Cái bà dòm tôi nói cái gì, cái đồ quỷ à, hồi nãy giờ không chịu nói để cho ta ghen lòng lộn lên à. Bà nói vậy có ôm bụng bà cười, trời ơi cười kìa, còn ngồi rỗng cười, cười mà nước mắt nước mũi rớt xuống, cái lông nheo rớt hết bên mắt lớn mắt nhỏ nào, trời ơi còn cười nữa kìa. À, thưa quý vị, trong cái màn này chúng tôi có một partner nữa, một người trình diễn nữa, là một tài tử điện ảnh người Mỹ của hãng MGM Hollywood, tên là Rick Murphy. Một người Mỹ, một người Mỹ nhưng anh ta tự hào có quả tim của người Việt, vì anh ta nói tiếng Việt rất giỏi. Chẳng những nói tiếng Việt giỏi mà còn ca vọng cổ và đờn vọng cổ nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật kêu giới thiệu Rick Murphy. You are very much. Hi, how are you? Cảm ơn chị, tôi vẫn mạnh khỏe. Ôi trời đất ơi, nói tiếng Việt dữ vậy đó hả? So what is your name? Yeah, tôi tên là Rick Murphy. Tại sao anh nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Tại tôi là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam? Yeah, người Việt mà sanh ở Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Người Việt mà sanh ở Mỹ là Mỹ nào vậy? Mỹ Tho. Người... má thôi người Đức. Người Việt sanh tại Mỹ Tho mà má người Đức, Đức nào vậy? Dạ Đức Hòa. Đức Hòa. Rồi má người Đức, rồi ba người gì? Ba thôi người Tây. Ba tôi người Tây. Người Tây hả? Phải. Mà Tây gì vậy? Dạ
thầy nên. Trời ơi trời. Nghe tôi hỏi nè, anh vượt biên qua tới Hoa Kỳ nè, đi bằng viện HO hay là viện con lai hay là ODP, nói nghe coi. Dạ, tôi qua Mỹ bằng viện ODGAR. ODGAR phải không? Phải. Cái hồi qua Thái Lan nó có gặp mấy hải tặc nó làm gì, nó có xúc phạm đến tiết trinh rồi gì không? Nói thiệt cho khán giả người ta nghe coi. Có bị nó cướp, ừ, rồi nó đâm chìm ghe, ừ, người trên ghe rớt xuống biển, ừ, bị cá mập sơi hết. Ừ. Chỉ có mình thôi là nó chừa ra nên thôi còn sống. Ồ, nó chừa anh ra anh còn sống hả? Mà tại sao nó chừa anh ra vậy? Tại thôi bự con quá. Cá mập nó thường thôi là bạn. Tay anh mập quá rồi cá mập nó tưởng anh là bạn hả? Mà anh mập thiệt, chắc còn nhỏ bú sữa voi phải không? Phải. Trời, cái bàn chân của anh mà đi dưới giường đó mà anh đập bầy gà con chắc chết nguyên bầy quá. Giờ nghe tôi hỏi nè, anh đi đâu bữa nay? Dạ, tôi đi ăn đám cưới ông già của thằng bạn. Ông già của thằng bạn, vậy là ông già lắm rồi còn đám cưới gì nữa? Tại ông già chịu chơi. Nói tiếng lắm rồi theo. Chịu chơi. Già rồi mà còn sinh thật. Già rồi mà còn sinh tật hả? Rồi sao nữa? Vợ ổng mới qua đời có 3 tháng là ổng lên xe hoa về nhà vợ khác. Rồi sao? Chịu nổi không? Chịu hết nổi. Chịu hết nổi à? Bây giờ tôi hỏi nè, đi đám cưới mà anh đem đờn rồi theo chi vậy? Để qua bên đó hát vòm cổ. Ui, anh biết hát vòm cổ nữa hả? Biết ca vòm cổ, ừ, và biết đờn sáu câu nữa. Trời ơi, thiệt không? Thiệt chứ. Bây giờ tôi hỏi nè, anh đi với tôi trình diễn khắp thế giới cho Thúy Nga đó, trong ít nhất là 6 năm trời. Mà tôi không biết anh đã có gia đình chưa, có vợ chưa vậy? Vợ hả? À. Chị đơn đi, thôi ca cho chị nghe. Ok. Ok. Quá. Nhóm mùi sầu riêng. Ok, bắt đầu nghe. Chậm nha. Ok, chậm. Chị thân ơi, đường thiên nhiên của tôi nó u ám như đông thử thích. Thương cô nào nó cũng thử chối gì chê thôi mập và bự con. Bạn bè thôi ai cũng có vợ có chồng, riêng mình thôi sống khô khi một cuộc đời buồn thế. Cao san ơi cho tôi kiếm được người yêu không cần phải đẹp, nhan sắc trung bình thinh thình hiền hậu để cứ về sống bên nhau diễn diễn ở muôn đời. Thôi bự con là do ý của ông trời. Thôi thôi bự nhưng thôi ăn rất ít, mỗi bữa chỉ cần sức ba chén cơm. Thôi không mua cái nhà với năm phòng rộng rãi, có khu vườn trồng đủ loại trái cây. Lương thôi lãnh 4,000 chưa trừ thuế,
giờ có sanh năm con cũng khỏi có sợ nghèo. Tôi đâu có mơ những tháng thiếu thư đại khác, cần một người vợ hiền ngôn hạnh không nhung. Nếu ai cảm thấy yêu thôi thì cho thôi biết để rồi cưới luôn. Number one. Số một giao chị. Còn chị đã có chồng chưa? Chồng hả? Chồng. Anh đừng đi, rồi tôi ca cho anh nghe. Trời ơi, làm cho trào máu luôn mà. Lòng tôi tan nát, duyên phận tôi hẩm hiu đến độ ông nào cưới về rồi thì ba ngày sau ông tự động nghỉ thở lên đồi nằm đắp cỏ. Chính đời chồng rồi mà hiện giờ tôi vẫn còn là gái độc thân. Tôi không phải là gái sát phu mà sao cái chịu cảnh phòng không đơn chiếc, sống cô đơn như cánh chim kia lạc lõng giữa bao táp sương mù. Không có chồng con thì như sống trong tù, khổ nhất là những đêm trời giá lạnh đắp mền rồi mà vẫn còn rung. Tôi như một cung phi nhiều trong tội, bị vua đài nơi hải đảo hoang du. Đêm nằm nghe tiếng giặc kêu buồn trong sương lầm, còn phòng loan thì gối chiếc não nùng. Các phu ơi sao bỏ em về chính suối, em sống một mình lận đận lao đao. Con xin khấn nguyện trời cao cho con kiếm được ông nào sống lâu. Đã bao nhiêu lần ta muốn bỏ rượu vì bệnh cao máu mà bỏ không được. Là vì sách có câu: triều đình lâm nguy thì đại trượng phu phải nhậu. Hết rồi mà nhậu. Điếu Thuyền. Dạ. Mang cho ta một bình mỹ tử. Dạ. Dạ, có XO đây nè cha. Ừ. Ô kìa cha ơi, trăng nó lên lâu lắm rồi mà sao giờ này cha vẫn còn đây ngồi nhậu mà không chịu vô ngủ. Đã khuya lắm rồi sao? Dạ. Cha ơi, cha có nghe thấy cái gì không hả cha? Tiếng gì con? Tiếng chuông đồng hồ đổ. Không giờ rồi cha ngủ đi thôi, sao cha còn thao thức cha ơi. Việc triều đình nóng dâng ngược rồi, làm ta đầu tóc trắng như vôi. Nhưng mà thôi, con đừng hỏi lôi thôi.
Con ơi. Dạ. Hoàng thượng vừa mới gửi mật chiếu cho ta. Ta là trung thần. Mặt cha mà trung thần cái gì? Mặt cha ném về gian thần thì có. Ta là trung thần, là rường cột của triều đình. Làm sao mà ăn ngon ngủ yên được con? Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây hả cha? Ta cho con nghe mật chiếu của cha. Gia nô nó ngủ hết chưa? Dạ ngủ hết rồi cha. Con nghe đây. Thê thảm lắm. Chấm từ ngày kế vị tiên đế, ngồi trên ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Gian thần đồng trác cùng với thằng con nuôi của nó là Lã Bố kéo bè kết đảng vây kín khắp triều đình. Chấm đã từng mướn băng đảng Xã Hội Đen để thanh toán cha con nó mà không thành. Chấm thấy trước là sớm muộn gì đồng trác cũng sẽ cướp ngôi vua. Cơ nghiệp nhà Hán gây dựng đã 400 năm nay, có lẽ nay đến lúc chấm phải gạt nước mắt mà khai vanh rút si rồi. Cha, chấm nghĩ đến cái cảnh mà phải xếp vàng lãnh quay phe, chấm không cần được nước mắt. Cha, bình tĩnh đi cha. Canh ba đêm qua chấm ra tế ở nhà Thái Miếu, bỗng chấm nhớ đến Khanh. Chấm nhìn trước trông sau, chỉ thấy còn một mình Khánh là trung thần để chấm thổ lộ tâm can. Vì vậy Khánh hãy vì cơ đồ nhà Hán mà thanh toán cha con thằng đồng trác dùng chậm. Nếu Khánh làm được việc này thì bao nhiêu tài sản của chấm, chấm sẽ chia tứ lục. Cho Khánh 40%. Thôi, giấy vắn tình dài, thư bất tận ngôn. Khanh hãy liệu mà lo toan, đừng để phụ lòng trông cậy của chấm. Tái bút. Tiện đây chấm cho Khanh địa chỉ email của chấm. Khanh hãy nhớ thuộc lòng, đừng để lọt ra ngoài. www.bệ hạ online.com. Ký tên rượu đế. Ký tên gì vậy cha? Rượu đế. Cá. Hiến đế. Dạ. Trời ơi cha ơi, nhưng mà Đổng Trác là cái thằng nào bộ nó nguy hiểm lắm, sao mà ai cũng sợ vậy cha? Anh nói phải cẩn thận một tí. Con biết cái chức thái sư, cái quyền hành nó lớn tương đương với tổng thống Bush ở bên Mỹ đấy. Vậy hả cha? Ừ. Trời ơi, vua bây giờ mượn tay cha để giết Đổng Trác à? Ừ. Trời ơi, con thấy điều đó dễ thôi cha à. Ngày nào cha cũng nhậu 24, cha 24 XO này nè. Giờ cha mời Đổng Trác tới nha. Cùng cha nhậu chừng 6 tháng sau là nó sơ gan cổ trướng, nó chết liền. Không được con à. Sao vậy? Thằng Đổng Trác đi đâu nó cũng dẫn theo thằng Lữ Bố với 200 bodyguard, làm sao mà hại nó được con? Trời ơi, cái gì đâu, Đổng Trác rồi Lữ Bố rồi 200 bodyguard. Con nghĩ cũng không ra đâu cha. Ôi, Ta nghĩ ra rồi. Cái gì cha? Tự nhiên cha cười mang rọ vậy cha? Con ơi. Dạ. Ta nghĩ rằng cơ đồ nhà Hán đang nằm trong tay con. Hả? Cha nói sao vậy cha? Tay con bé thế này nè, làm sao mà nắm được cơ đồ của Hán nhỉ? Của nhà Hán được cha? Nắm được chứ con. Con nghe đây. Hả? Cha con thằng Đổng Trác rất là mê văn nghệ. Ủa vậy hả cha? Nhất là cha con nó hay đi hát karaoke ở quán cà phê Dĩ Vãng. Vậy đó cha. Con là ca nhi đàn hay hát giỏi. Dạ đúng rồi đó cha. Con sắp ra mắt CD đầu tay của con, tựa đề The Best of Điêu Thuyền. Vì vậy con phải làm như thế nào cho cha con nó mê mệt vì tiếng hát và nhan sắc của con. Nhưng mà cha ơi, con nghe đồn Đổng Trác á chỉ thích nhạc tình ca quê hương thôi, mà trong cái đó con chuyên trị thính phòng. Con chưa thử làm sao con biết được. Bây giờ con cứ thử, nếu không được thì ta mời Phi Nhung. Cha, cha đừng có làm con tự ái. Đừng có mời Phi Nhung, có phi thuyền đây rồi. Ừ. Rồi sao cha? Con ơi. Dạ. Ta sẽ thực hiện một cú gọi là liên hoàn kế. Liên hoàn kế là đầu sao? Tiên dạ. Ta gả con cho thằng Đổng Trác. Sau đó ta bí mật gả con cho thằng Lã Bố. Nhưng con phải làm cho nó thế nào mà cha con nó mê mệt vì con. Lúc đó cha con nó thù nhau, ta sẽ mượn tay thằng Lã Bố giết thằng Đổng Trác, con hiểu chưa? Ồ,
có nghĩa là cùng một lúc đó cha gả con cho Đổng Trác, rồi gả con cho Lữ Bố. Trời ơi, một lúc mà có hai chồng. Cái đó gọi là liên hoàn kế của ta. Cái đó gọi là sung sướng kế. Trời cha, con chịu liền với cha. Nhưng mà nè, cho con hỏi thăm nè. Vậy chứ anh Trác á, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy cha? Nó lớn hơn ta 5 tuổi. Ta 70, nó 75. Cha, trời ơi, cái gì mà già dữ vậy cha? Trời ơi, con không chịu đâu. Con không chịu, con cũng phải chịu. Cha không nghe người ta nói à, vô duyên lấy phải chồng già, kêu chồng thì lỡ mà kêu cha người ta cười á, con không chịu đâu. Con phải chịu. Là vì việc nước đang là dầu sôi nửa bỏng rồi. Con phải hy sinh, con nghe chưa? Trời ơi, tự nhiên việc nước bây giờ lấy ông chồng già bằng bố mình hay sao? Con. Dạ hả? Con hãy nghe cha. Sao bây giờ vậy? Con vào trong. Dạ. Chuẩn bị tóc tai, make up để ta gọi Đồng Trác qua đây đến gặp con. Bắt buộc phải tiếp hả cha? Con phải tiếp hả? Vì chuyện nước phải không cha? Đúng. Rồi thôi con phải con chấp nhận thôi cha. Ý nhưng mà cha ơi, con vậy tiếp khách có cần làm gì nhấp nhô thêm cha? Hay là được rồi? Mà thôi, trời sinh sao để vậy. Dạ, cảm ơn. Alo, tư đồ Vương Doãn đây ạ. Làm ơn cho gặp Đổng Thái Sư ạ. Cái gì? Mày là cái thằng nào? Hả? Mày làm cái gì trong phủ của mày không biết đâu mày? Đúng. Cái ông bụng bự, có râu dài, có cái nút ruồi dê, đúng không đó? Mày đưa phone ông nói chuyện với tao. Dạ, thưa bẩm Thái Sư ạ, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Mời Thái Sư đến nhậu chơi. Có, cầy tớ 7 món riêng mẻ mắm tôm đầy đủ. Có rượu XO rồi Louis XIII đầy đủ hết. Sao cơ? Khuya không? Khuya Lão Phu cũng vẫn chờ mà. Thế tới nhá. Dạ, yeah. See you later. Đồng Trác này. Ngạo nghễ cười đi. Chuyến này cho mày thành tổ Trác luôn con. Xong. Đổng Thái Sư tới. Dạ, tư đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái. Nho. Lý Nhoa. Thái Sư đâu? Ở ngoài sao kìa, cái ông bụng bự đó. Dạ, Đổng Thái Sư tới. Trời ơi, nhà vậy làm cửa chặt mà ta chui cũng chết rồi. Dạ, tư đồ Vương Doãn xin hân hạnh ra mắt Đổng Thái Sư. À, khuya khoắt như thế này hân hạnh quá, rồng đến nhà tôm. Ngươi là tôm nhưng lại là tôm hùm cho nên ta mới tới. Dạ, mời Đổng Thái Sư ăn rồi. Dạ khoan. Dạ mời. Dạ. Ta nghe nói bữa nay là sinh nhật của Dương Tư Đồ hả? Dạ. Vậy thì ta Happy birthday nha. Lý Nho. Dạ. Nho tươi không muốn thành nho dập hả mày? Dạ, dập không ai mua. Bước qua đây. Dạ. Trời đất ơi, chỗ người lớn nói chuyện có sỏ có mỏ vô không à? Nóng quá, mồ hôi đã ướt áo trơn rồi. Trai liên tốn tiền quá. Dạ thôi, để con quạt cho ông. Ừ, quạt. Dạ, bị ông mập quá mà mở che đầy hết rồi còn đâu nữa mà mát. Trời đất ơi, cái quạt kìa đó lộn chút xíu cho mày. Mô đen. Không có mát chút nào không mày? Dạ không mát hả? Vậy có cái này ông chịu không thì con đưa cho ông coi nè. Nếu mà cái nào? Dạ đây. Mát không? Mát không? Không, chỗ này mát à. Mát ha. Ông muốn mát nữa không? Muốn. Ê, mày xịt cái gì vậy? Water. Thôi quạt thôi. Dạ. Xịt nước hồi xúc keo râu tao rớt bây giờ. Dương Tư Đồ, ông mời Thái Sư qua đây thì ông đem đồ nhậu ra đi.
ở nhà ông còn mấy chục bà vợ ở nhà đang chờ đó. Đổng Thái Sư không có rảnh đâu đó. Ai, Lý Quân Sư đừng lo, đồ nhậu thì ta đã có sẵn rồi. Nhưng ta nghe nói là Đổng Thái Sư rất là mê văn nghệ đúng không à? Ta rất là mê. Bài này cuốn nào ra tôi cũng coi bằng gốc không. Dạ đúng. Xạo giàu toàn là mượn với lại đi mướn không. Mày nói gì? Dạ không có. Dạ mua. Dạ. Thưa Đổng Thái Sư, trong phủ của Thái Sư thì không thiếu gì những ca nhi. Lão Phu đâu dám mua rượu qua mắt thợ. Hôm nay nhân tiện Đổng Thái Sư ghé qua tệ xá, ta có một đứa con nuôi học đờn ca từ nhỏ. Cho phép ta được gọi nó ra đây hầu Thái Sư một bài, sau đó chúng ta nhậu cũng đâu có muộn. Được, đừng dối hát hay ta tiếp hậu cho. Kêu ra đi. Điêu Thuyền, ra hầu Thái Sư mau. Dạ, tiền thiếp là đi. Trời ơi, cái này nó phải thuyền, ném về hàng không mẫu hạm rồi. Dạ, xin ra mắt Thái Sư. Ôi dạ, sư rồi, nghe biết con ông này rồi. Cháu nó chào ngài. Vậy. Dạ, Thái Sư, ở nhà ông còn mấy chục bà vợ trẻ măng. Ông làm gì ông nhìn cái con ghệ này dữ vậy? Kệ tao mày. Mày là quân sư chính trị. Dạ. Chuyện tình cảm của tao cấm xíu vô. Hả? Coi dạ. Chừng nói tầm bậy tầm bạ hả? Tao cách chức về nhà đuổi gà cho vợ bây giờ. Dạ, nhà thần làm gì có gà mà đuổi. Cái mày có cái gì? Vịt. Thì về đuổi vịt. Dạ, dạ bẩm Thái Sư, mà có điều con nói Thái Sư nghe là Thái Sư đang tính làm chuyện lớn cướp ngôi vua. Mà Thái Sư mê gái tầm bậy tầm bạ thì làm sao? Đồng ý, Lý Quân Sư nóng tánh mà nóng tánh quá. Đồng Trác đây là một vị đại thần của triều đình. Làm việc quên ăn quên ngủ cho triều đình rồi thì lâu lâu cũng phải để cho Thái Sư enjoy cho đúng không ạ? Người nói đúng ý ta đây. Thái Sư. Vậy? Có sao không? Dạ, hồi hộp quá. Thái Sư ngồi xuống đi Thái Sư. Điêu Thuyền. Dạ. Điêu Thuyền không được vô lễ với Lý Quân Sư. Mời Lý Quân Sư qua đây, qua đây, qua đây. Quạt đi. Trời ơi, nãy giờ mà tôi có võ là con ghệ này nó cong rồi đó nha. Nó trước cong ngay rồi. Lý Quân Sư bớt nóng rồi, thôi tôi với ông đi vào trong. Vào trong làm gì, tôi ở đây để tôi hầu quân sư chứ. Trời đất ơi, cái làm lạng hoạn rồi lát nữa không. Khỏi cần hầu, vô chổng nhậu đi, tối về ta cho tiền đi thư giãn. Ủa, có chuyện coi cho tiền nữa hả? Vậy vô nhậu liền chứ. Thái Sư. Có ta. Thái Sư ơi, em làm như em nghe có cái mùi gì nó nó chờ chút. Có ta hết rồi. Thái Sư này, có ta đây. Trời ơi, đẹp quá đây. Trời ơi, cái dài sao vàng vậy. Thái Sư ơi. Sao? Cái gì vậy? Dạ, bẩm Thái Sư. Dạ, cơ đồ nhà Hán đang nằm ở trong tay ông. Ông đừng vì một cái. Cái gì? Cái gì ông biết, con đâu biết đâu. Vô gì? Nó vô rồi, đâu có ai đâu mà nàng đứng làm dáng chi vậy? Trời ơi, em đâu có làm dáng đâu Thái Sư. Thái Sư xô mạnh quá, em bị dọp bẻ. Ôi vậy hả? Dạ. Dọp bẻ, tao bẻ lại cái hết dọp liền. Dạ. Dạ, cảm ơn Thái Sư. Thái Sư ngồi đi Thái Sư. Ê, ngồi chứ bụng bự đứng đâu lâu đâu được. Thái Sư nè. Ê. Bây giờ chỉ còn có hai ta thôi. Em xin phép Thái Sư, em bắt đầu chơi. Hả? Gì sớm vậy? Đâu có, chơi đàn. Ôi vậy hả? Làm hết hồn. Nè, bây giờ nàng đàn cho ta nghe cái bài nào mà nó romantic chút đó nha. Dạ. Đàn em đi. Bắt đầu đàn đây. Ừ.
Trời ơi điêu thuyền ơi, nàng đạt cái bài gì mà sao ta nghe nó khổ quá vậy? Trời ơi, tại tựa đề là bài nghèo mà Thái sư. Hả? Tại sao lại đợt bài nghèo cho lúc này? Thì nói lên thân phận của em đó, Thái sư biết không? Khi mà sinh ra là em trót mang thân phận nghèo rồi. Rồi lớn lên bao nhiêu đổi thay em vẫn nghèo, Thái sư à. Câu này nghe quen quen. Mới gặp cái thằng nghèo liền à. Thôi nè, cầm đỡ lượng vàng 4 số 9 đi. Cảm ơn Thái sư. Rồi Thái sư biết không, cuộc đời trôi nổi vô làm con nuôi của Vương Tư Đồ. Tuy là sống trong nhung lụa giàu sang, mà vốn liếng em đâu có gì đâu, em vẫn nghèo Thái sư à. Mang nữa, vàng 4 số 8 có pha bạc. Thái sư, rồi Thái sư biết không, sao? Thái sư coi tay chân em nè, không có hột xoàn đeo gì hết trơn, em vẫn nghèo Thái sư à. Trời ơi, có hai cái bên trái bên phải đưa nàng hết rồi, bây giờ đành phải lấy cây giữa ra. Trời chú, cái gì vậy? Nè, cái gì đen từ lùi vậy Thái sư? Checkbook, blank check. Cảm ơn Thái sư. Ủa Thái sư, nhưng mà nó có lủng không vậy? Cái này không lủng đâu, nhưng mà sang năm hay lạnh. Sang năm mới lạnh hả? Câu này nghe quen quen. Tôi giỡn chơi vậy thôi. Thái sư ngồi đi. Cha em nói là ra đây hầu hạ Thái sư. Bây giờ Thái sư muốn làm cái gì em chiều hết mình. Bây giờ thôi, nàng đấm bóp cho ta đi. Dạ đấm bóp dạ nghề của em. Dạ. Khoan, dạ chút, có ai kêu? Cái gì vậy Thái sư? Alo, Nguyên Soái hả? Ta đang bận lắm. Cái gì? Giặt đăng bao dây thành hả? Em phải làm gì bây giờ Thái sư? Ta đâm bóp. À đâm bóp, dạ. Bây giờ mày nghe kỹ nghe không? Giờ kéo hết qua, đánh bên tả. Dạ đánh bên tả, dạ. Ừ, qua bên hữu. Dạ qua bên hữu. Tả hữu cùng một lúc. Dạ tả hữu cùng một lúc. Ừ, được chưa? Dạ được chưa? Xiết. Dạ xiết. Xiết. Cái gì vậy Thuyền? Thì Thái sư kêu em siết là em siết à. Ta kêu Nguyên Soái siết chặt dòng dây. Đã đánh nhau hả? Dạ em tưởng là đánh bóp. Dạ đánh tiếp. Sao Nguyên Soái tới đâu rồi? Rồi sao nữa em làm sao? Dạ đánh phía sau lưng. Dạ sau lưng. Từ trên xuống dưới. Dạ từ trên xuống. Từ dưới lên trên. Dạ từ dưới lên trên. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu, tả hữu. Trời ơi Thái sư bắt em làm nhiều quá. Trên dưới tả hữu, trên dưới tả hữu. Bây giờ vậy nè, đánh vô bộ chỉ huy cho lẹ. Thôi tụi bay muốn đánh gì đánh đi, tao lo phòng thủ bộ chỉ huy của tao. Trời ơi, đã quá. Tư đồ đâu? Cưới liền. Có Tư đồ. Không được Thái sư. Sao vậy? Nếu Thái sư không chê con gái của lão phu hèn kém, thì để cho lão phu chọn ngày lành tháng tốt là đưa nó về nâng khăn rửa túi cho Thái sư. Ta gặp gái đẹp ngày nào cũng là ngày tốt hết á. Dạ không được. Thường dân thì lấy vợ thì không sao. Nhưng mà Thái sư là bậc đại thần. Rồi trước khi lấy vợ ông phải lo tắm gội sạch sẽ, rồi phải trai giới cho đủ 7 ngày mới làm đám cưới nè. Gì kỳ vậy? Ta lấy vợ mấy chục lần là có lần nào ta tắm đâu. Thôi Thái sư ơi, lần này là phải tắm. Trời ơi, thôi được rồi. Vì điêu thuyền lần này á, ta hy sinh tắm một lần thôi đó nha. Mày làm gì vậy? Dạ phải tắm. Mày tắm cái cha này chứ. Bó vô tao một quẻ coi chuyện hôn nhân của ta tốt hay xấu mày. Dạ đợi tí à. Cái gì vậy? Futu cookie. Ôi vậy hả? Dạ. Ngộ ha. Dạ đây. Ăn này vừa bố vừa ăn. Nè. Ăn đi. Dạ thôi con không ăn đâu, con sợ mập quá. Để coi nói gì nha. Dạ. Phùng giao trúc hiệp xì xì. Lão ông vô hành dư thùy sư phu. Là nó nói gì vậy mày? Dạ. Phong giao trúc diệp suy suy. Lão ông vô hạnh giữ thùy sư phu. Nghĩa là sao? Nghĩa là gió đưa cành trúc la đà. Hay quá. Dạ. Dạ không nên ớt kêu là già dê. Đúng quá. Không Thái sư ạ. Cái câu này thiên hạ dành cho những người 80 thôi. Học 85 rồi. Chứ còn Thái sư chưa đến tuổi thì không có ảnh hưởng gì Thái sư ạ. Dạ. Nhưng sắc có câu. Câu thần gì? Thần mềm thì trói chặt. Mật ngọt thì chết rồi. Cái con nhỏ này nó thuộc loại thành phần nguy hiểm lắm. Cỡ Taliban không chừng á. Tôi là quân sư, tôi phải warning Thái sư trước.
không có ngài thì thái sư phải khóc hận à. Thái sư? Cái gì có sư đây? Một lần nào đi đâu đó thái sư cũng mang theo cái thằng quân sư hoặc giấy này đi để cho ý kiến hay sao vậy? Ý kiến mẹ gì, bị lúc này ta nhiều kẻ thù quá đó, cho nên á ăn uống nhiều khi nó bỏ thuốc độc, bây giờ ta mới dẫn nó đi trước, có gì nó ăn trước, nó đai trước. Vậy mà giờ nó vẫn chưa chết nữa hả? Nó cũng sắp chết rồi đó. Thôi bây giờ ta trở về phủ, 7 ngày sau ta sẽ trở qua đón nàng về làm chính thất. 7 ngày? Thái sư, sao 7 ngày đợi mong á nó dài dài như là 7 thế kỷ vậy đó. Vậy lúc chờ đợi mày lỡ có ai tới dê em mà đòi hỏi cưới em không biết tính làm sao á đó. Có thằng nào khùng nó dám giỡn vậy sao? Em cứ nói em là phi ăn xê của Động Thái Sư, ông có nội cũng dám đụng tới nữa. Lạng quả anh chưa có thằng Lữ Bố hả? Chém cả nhà đó, lấy đầu lâu làm banh cho em đá chơi. Trời ơi em sợ quá. Cháu nó sợ. Thôi tao về phủ nha. Dạ. Bây giờ rước Thái Sư về âm phủ. Cái gì? Thôi dạ, về phủ. Phủ thôi. Lý Nho về. Rước Thái Sư về Diêm phủ. Ê, Diêm phủ. Ê, con ngoan quá. Con thấy chưa, Đồng Trác vừa gặp mặt con là nó mê liền. Cũng may trời còn thương nhà Hán. Bây giờ như thế này con à. Dạ. Bây giờ con vào con chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cha? Ta sẽ gọi thằng Lã Bố qua đây để gặp con. Trời cha, cha làm như con dân chuyên nghiệp đó. Đưa người có trước rước người có sau, phải cho con nghỉ chút xíu chứ cha. Con ơi, vận nước đang dầu sôi lửa bỏng, con phải hy sinh nghe chưa. Trời, cứ bắt con hy sinh hoài, hết lấy cha già này tới lấy cha già khác chịu gì nổi. À không, thằng Lã Bố đâu phải là thằng già, nó trẻ lắm con ạ. À, trẻ lắm hả cha? Cha có hình nữa nè, con đứng dạ, bên ngoài dạ, này. Dạ dạ dạ. Trời ơi bộ trẻ lắm hả cha? Trời, nãy giờ cha không nói sớm, hình đâu cha? Hình đâu? Đây. Trời ơi, giống tài tử Hồng Kông quá vậy cha. À, trời ơi cha, Lữ Bố là đây phải không cha? Ừ. Thôi được rồi, coi như là vì cơ đồ nhà Hán ha, lấy một lúc có 20 Lữ Bố con cũng cắn răng con chịu á. Con nhớ nha. Dạ. Đại sự thành hay bại là đều do con hết đó dạ, nha. Dạ, con cảm ơn cha. Con cứ đi vào dạ, trong chuẩn bị đi. Dạ. Ta sẽ gọi nó qua đây. Con gì để yên nguyên vậy hả cha? Để yên nguyên vậy hả cha? Trời xuyên sao để vậy đi mà. Sợ thua quá. À, mời ngài xuống đây. Lã Bố lên đây. Đẹp trai quá. Chuyến này đã cho hai cha con mày chết chung một hố luôn nha con. Alo. À, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, làm ơn cho gặp tướng quân Lã Phụng Tiên ạ. Cái gì nữa? Mày làm cái gì ở trong đó mày không biết Lã Phụng Tiên? Lã Phụng Tiên tức là con nuôi của Động Thái Sư đấy mày nghe chưa? Mày cái thằng kém văn hóa quá. Cái gì? Mày cự cái gì? Mày Nam Kỳ, mày kêu là Lữ Bố. Tao Bắc Kỳ kêu Lã Bố. À, chứ mày không theo dõi âm nhạc à? Thế tao hỏi mày tại sao nhạc sư Lữ Liên lại đẻ ra Lã Khánh Hà? Cự cái gì? Ông đang làm gì? Cái gì? Thục bia lỗ á? Đưa hôn ông nói chuyện với tao. Thôi dạ, Tư Đồ Vương Doãn đây. À, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Mời Lã Tướng Quân đến nhậu chơi. Có cầy tơ 7 món rượu đầy đủ. Này, có hàng chiến cho Tướng Quân nè. Ừ, Tướng Quân đến nhá. Dạ, ta chờ. Xong rồi con ạ. À. Nào dăm nát tới bơi đồng cỏ, nào xanh ngát lưng chơi, ngựa phi như điên cuồng, như điên cuồng, như điên cuồng, như điên cuồng, cuồng. Ôi chết, Tướng Quân có sao không ạ? Đập xương sống. Ôi trời, thế à? Rồi được rồi,
đánh giặc không sợ mà vừa hát vừa nhảy sợ trời. Dạ thưa đây tướng quân. Gì đây? Dạ đây là Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử? Dạ. Cái này hợp à? Dạ. Chơi vô nó bay luôn. Dạ tư đồ Vương Doãn xin được hân hạnh ra mắt lã tướng quân. Đừng có đa lễ như vậy. Ta chỉ là một tên tướng quân nhỏ trong triều đình thôi. Đừng có đa lễ vậy làm ta thất lễ. Tướng quân đừng quá khiêm tốn như thế. Khắp thế gian thiên hạ bây giờ ai mà không biết đến uy danh của tướng quân Lã Phụng Tiên. Ta vì ái mộ tướng quân cho nên mới mời tướng quân đến đây để xin chữ ký. Gì chữ ký? Chữ ký gì? Là chữ ký ái mộ. Ờ, ký ái mộ được nha. Tưởng đâu ký biêu. Mới ký đóng biêu nhà sợ quá. Dạ mời tướng quân hành tỏ. Sao rồi? Đâu rồi? Hàng chiến đâu? Nói cho tướng quân vậy thôi chứ còn đúng ra là con gái của lão phu. Cái gì? Con gái của ông hả? Dạ. Đem cái thiệt của ta hả? Dạ. Khỏi. Tại sao? Ông xấu vậy làm gì con gái đẹp? Không không không. Con gái nuôi, con gái nuôi. Con gái nuôi? Dạ. Được, mời ra. Điêu Thuyền, ra rót rượu quý mời tướng quân mau. Dạ ha. Ôi, hay cho Dương Tư Đồ, giỏi cho Dương Tư Đồ. Trên cao, trên cao, tướng quân, trên cao. Thôi khỏi, dài quá Dương tới đâu. Dương Tư Đồ, ta hỏi nhà ngươi, đây có phải là con gái của nhà ngươi hay không? Dạ. Con gái nhà ngươi à? Dạ, có sao không? Quá đã. Xấu nha. Con gái đẹp xấu nha. Con gái đẹp nào giờ không đem ra chào hàng là xấu nha. À, dạ thưa tướng quân, ngoài đường bây giờ thanh niên nhiễu nhương quá. Kín thì nó rình, hở nó rinh. Cho nên lão phù giấu kín để dành riêng cho tướng quân đó mà. Sai. Mấy ông cụ bà cụ có con gái đẹp mà cứ nghĩ là quan niệm đem giấu cho kỹ nha. Cứ giấu đi. Giấu riết thành đầu cổ. Dạ, có đem ra liền. Dạ mời ra. Dạ. Con là con. Dạ. Bố quên dặn con. Sao? Cái thằng này nó cao lắm. Con phải giả bộ ngây thơ. Chứ không có lẳng lơ giống như động trác à? Không không, thằng động trác thì nó là khoái lẳng lơ. Cái thằng này con phải cáo ngây thơ như chưa biết gì ấy. Thế mình phải đổi chiến thuật, mình phải ngây thơ. Rồi, nhớ nhớ. Muốn ngây thơ là con có ngây thơ liền. Thưa tướng quân. Chuyện gì? Bây giờ ta lui vào trong để lo đồ nhậu. Biết điều. Để cho hai người tự nhiên. Nhưng thưa tướng quân là sao? Cháu nó còn nhỏ đó. Đừng làm cho cháu nó sợ. Đừng có lo. Ta không làm cháu nó sợ đâu. Dạ. Ta làm cháu nó sướng. Dạ, đa tạ tướng quân. Cái con phải gió đấy. Tao nó dặn là ngây thơ. Con biết rồi mà cha vô con mới ngây thơ được. Chứ đứng chần dần thì sao con ngây thơ được. Nhớ đó. Rồi bắt đầu ngây thơ. Cái gì là cây thơ nữa hả? Trời ơi, bắt cỡ vậy, thôi đi lẹ đi bà ơi. Chàng ơi, chàng đừng có đụng vô em, đừng có đụng vô em. Ủa sao vậy? Dạ tại vì cha em nói đó, con trai con gái gặp nhau mà đụng nhau á là có bầu á. Trời ơi, ngây thơ thiệt nha. Con trai con gái đụng vô có bầu. Dạ. Vậy hết cả rạp là có bầu hết rồi. Dạ, có bầu mà đẻ con sao ở nách đó. Trời đất ơi, đúng là ngây thơ thiệt rồi. Nè. Dạ. Bây giờ ta hỏi nàng vài câu nha. Dạ. Vậy chứ hồi nào giờ nàng có biết yêu không vậy? Dạ cái đó em không có biết. Chưa biết yêu nữa. Vậy thì hồi nào giờ có tương tư không vậy? Dạ cái đó em cũng không có biết. Không biết luôn. Vậy hồi nào giờ có hung trai chưa vậy? Dạ cái đó thì em biết. Dạ không, em hung ba em, hung ông nội ông ngoại em. À, hiếu thảo lắm. Vậy thì bây giờ ta hỏi nàng thêm một câu nữa nha. Dạ. Vậy thì sở thích của nàng là cái gì? Dạ sở thích của em á là mỗi lần rảnh á là em đi chùa. Trời đất ơi, cái này mới nha. Gái lớn vậy gái thích đi chùa hả? Vậy là em đi chùa để cầu nguyện có một tấm chồng như ta có phải không? Dạ không có. Em cầu cho cha em mau chết. Ê! Dạ không,
cho cha em mau hết bệnh và nghiện rượu cho nó dạ. Vậy thì cái nguyện vọng lớn nhất của nàng là cái gì? Nguyện vọng lớn nhất của em là em cầu cho em mau lớn, thật là mau lớn. Quá hiếu thảo, mong mau lớn nuôi dưỡng phụng dưỡng cha già phải không? Dạ không có, đủ tuổi vô sòng bài. Trời đất ơi, vô sòng bài làm gì? Dạ không, vô coi đèn chớp thôi chứ không có gì hết. Được, được, dạ. Vô coi đèn thì được nha. Dạ. Đừng vô đóng tiền điện. Dạ. Dạ, mời tướng quân ngồi đây đi, em đàn ca hát sướng cho tướng quân nghe. Cái gì? Nàng biết ca hát nè. Dạ. Được rồi, hát ta nghe. Dạ, 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 dạ. Dạ. Dạ ngây thơ, ngây thơ. Ngây thơ đi, cười giật vậy hả? Dạ. Rồi hát đi. Dạ em bắt đầu hát nha. À. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, đàn hoài nghe vẫn tệ. Trời trời. Hát vậy đòi vô thúy nghe. Trời đất ơi. Ca không hay, đàn nghe cũng dở, có nước đi ăn mày á. Ai dám mời em đi show em? Thôi, bây giờ hãy làm chuyện khác đi. Dạ, nếu mà không thích em hát thì em đàn. Biết đàn nữa? Dạ, biết đàn. Đừng nhắc nhẹ nhàng thôi nha. Dạ. Nhạc tình em cảm biết, đó nha. Dạ, em biết rồi. Dạ. Ừ. Dạ, em bắt đầu đàn đây. Dạ. Nàng ơi. Dạ. Nàng ngây thơ sao nhàng, nàng chơi nhạc sao quậy quá vậy? Dạ, bình thường em ngây thơ lắm, nhưng mà mỗi lần âm nhạc trỗi lên em máu lắm à. Trời, máu lắm mà. Dạ. Đúng rồi. Đúng quá rồi. Nào giờ trong chốn giang hồ ta gặp toàn là quỷ với ma không? Dạ. Hôm nay ta gặp đúng phải gái nhà lành. Đúng là một người con gái có sắc màu. Dạ, em sắc màu dữ lắm chàng ơi. Ta em thuộc lại là một màu đen đen chấm theo màu vàng vàng dẫn màu đen. Như đen chấm vô màu vàng với màu đen. Dạ thì đen từ lùi chấm màu gì vô cũng đen hết trơn trời. Hay, hay, hay. Vậy thì quyết định, ta quyết định từ nay ta sẽ cưới nàng làm vợ. Chàng ơi. Chuyện gì? Dạ em cũng muốn lấy chàng lắm nhưng mà ngặt một nỗi là cha em đã hứa gả em cho người khác rồi. Cái gì? Nàng nói cái gì? Cha em hứa. Cái thằng nào dám lấy nàng nữa hả? Ta nói thiệt, ta chém cái từ cha cho tới con luôn á. Thằng nào dám lấy? Em nói ra sợ chàng ngạc. Nói đi. Dạ. Ta lo cho. Dạ đó là Thái Sư Động Trác. What? What did you say? Chàng nói tiếng gì vậy? Tiếng Mỹ. Trời đất ơi. Không hiểu hả? Dạ không, điêu thuyền là sao biết tiếng Mỹ? Lớp toilet nói tiếng Việt đi. Trời ơi. Lớp toilet nói tiếng Việt là gì á? Lớp là yêu, toilet là cầu yêu, cầu nói tiếng Việt. Tình độ vậy đó hả? Dạ. Thôi bây giờ ta nói như vậy, Thái Sư Động Trác mà dám lấy nàng nữa hả? Dạ. Ta cho thành Thái Giám Động Trác luôn. Hả? Ờ. Cái gì mà Thái Giám hả? Bố. Gì vậy con? Hả? Ôi lộn. Cái gì? Dạ. Là biểu. Dạ. Tao đề nghị mày á, đổi tên đi. Tao là cha mày mà tao phải kêu mày bằng bố hoài à. Dạ. Dạ con cũng tính đổi đó cha. Chừng nào mày đổi? Dạ chờ vô quốc tịch đổi luôn. Chuyện nó tính sao? Dạ. Bây giờ chuyện này quan trọng nè. À, qua đây. Trời ơi. Dạ. Mày dám ôm, mày biết nó là ai không? Dạ ai? Đó là điêu thuyền, là sắp là vợ của tao, tức là má của mày đó. Cha vẫn chơi vui quá. Điêu thuyền. Dạ. Bây giờ ta hỏi nàng. Dạ. Nàng muốn làm người yêu ta hay là má ta? Dạ làm người yêu chàng vui vẻ hơn. À, dạ. Điêu thuyền. Dạ. Bước vào đây. Dạ. Nàng muốn làm con dâu ta hay là muốn làm vợ ta? Dạ làm vợ chàng quyền hành hơn. Ừ. Điêu thuyền. Dạ. Nàng muốn làm má ta hay muốn làm vợ ta? Dạ em muốn vui vẻ. Dạ dạ. Thuyền qua đây. Qua đây. Qua. Take it easy, Mr. Jack. Dạ bẩm Động Thái Sư, Lữ Bố thì không ở đâu kiếm ra, mà còn điêu thuyền thì lụm đầy đường, chỗ nào cũng có. Mất Lữ Bố rồi thì đời ông kể như là từa lưa luôn. Ê, cái thằng quân sư quạt giấy, tao nhịn mày nhiều lắm rồi nha mày. Cái thứ mày mới lụm đầy đường chứ tài sắc như tao mà khó kiếm lắm. Nè tao nhịn mày lắm, mày ngon vô đây. Mày ngon vô đây. Tao nói mày ngon vô đây nè. Ê, 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 ê,
Ngây thơ, ngây thơ. Trời ơi, tại vì nó làm em giận quá thấy sư à. Càng giận càng đẹp. Bây giờ ta hỏi nàng một lần nữa. Dạ. Nàng muốn làm vợ ta, không muốn làm má ta. Điều thiệt à. Nàng có làm vợ ta. Mấy tờ trà. Cái gì? Dù Điều Thiền có là vợ ông đi nữa thì theo thần nghĩ ông nên nhường thuyền lại cho bố đi. Vợ mày, mày có nhường cho Lữ bố không? Ngu sao nhường? Sao vậy? Nhường nó đâu có đâu lấy đâu. Thôi vậy thì em qua đây được không? Hay là... qua đây. Hay qua đây. Trời qua đây. Làm giật dữ vậy trời. Tôi biết sao? Đây. Tôi lấy đi qua đây. Rồi. Trời ơi. Cái đừng giật giật nha. Bố, mày không được hỏng này bố. Dạ. Dạ. Qua đây sư ơi. Ai đây? Ai vậy? Con gái của Dương Tư Đồ, em của Điêu Thuyền tên là Điêu Ngoa. Hả? Dạ. Bố, vậy là mình điêu đứng rồi. Dạ bẩm cha. Con thấy con quá bất hiếu. Con không thể nào giành giật má với cha nữa. Cho nên con xin nhường Điêu Thuyền lại cho cha. Trang, qua bển đi má. Hả? Trời ơi Trang. Không, ta không thể nào lấy con dâu được. Trời ơi. Bố, công cha như núi Thái Sơn nhường cho mày. Trời ơi. Trời ơi Trang. Dạ bây giờ nhường lại nè. Không được đâu. Thôi ta nhường cho mày bố ơi. Thôi đợi như vậy làm gì cái gì vậy? Làm dữ vậy? Anh hùng gì mà nuốt lửa dữ vậy? Ướt lấy cho đã vô lấy làm sao cho con nhỏ này nha. Tao đang vô độ lớn mày đang vớt cái chân sao mày? Tao bực mình quá à. Tao tưởng mặt này không ngon hả? Mặt đem tìm được kép khác hả? Dẹp, có người khác liền. Quân sư ơi, cứu em. À, trời ơi, ghét của nào trời trao của đó à. Dương Tư